Shop Việt Radio xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video Shop Việt Radio ở góc phải view này có một nút đăng ký màu đỏ xin mời quý vị và các bạn ấn vào nút đăng ký màu đỏ sau đó ấn vào chuông là quý vị và các bạn đã đồng hành cũng như shop bằng cách đăng ký kênh và sẽ nhận được những video những clip mới nhất em hạnh gửi tới quý vị và các bạn và video ngày nay em hạnh giới thiệu tới quý vị và các bạn đôi loa Tanoi Sterling TV Duv V vừa cập bến Việt Radio với tình trạng xuất sắc thùng nguyên mộc và đầy đủ khóa e căng cũng như chân zin đi kèm theo loa và đây là một combo loa rất đẹp để quý vị và bạn chơi và trải nghiệm chất lượng thanh quý tộc đến từ thương hiệu Tanoi của Anh Quốc và đôi loa này thì có chân zin là như thế nào thì sau đây em xin giới thiệu tới quý vị và các bạn đầu tiên quý vị và bạn có thể quan sát giúp em ở cái phần e căng chúng ta sẽ có một cái tem đồng biểu tượng của model Sterling thuộc ở thương hiệu loa tanoi và chúng ta sẽ có một ê căng vải jean như thế này và nếu chân jean thì cái vải nó sẽ cùng màu và cùng chất liệu với lại vải e căng luôn và cái màu của chân cũng như màu của các cái phần gỗ nó cũng sẽ khá là tương đồng và khá là đồng đều nó có sự đồng nhất và quý vị và bạn quan sát cũng thể dễ dàng nhận ra được là e căng jean cũng như là đôi chân jean của đôi loa và khóa thì chúng ta sẽ có một cái khóa được thiết kế cực kỳ đẹp đến từ nhà tanoi và à, nhìn rất là sang trọng hiện đại tiếp theo uh, khi mở cấu hình loa ra quý vị và các bạn có thể quan sát thấy ở phiên bản stacklink TV đúc với vẫn như các phiên bản stacklink khác sẽ sử dụng một loa đồng trục với đường kính của bác sẽ là 25cm gân là gân cao su ở phiên bản này và cho giải trầm rất là lực cũng như rất dễ dàng phối ghép kiêng của cái loa này thì nó được sử dụng một cái công nghệ mạ rất là đẹp mạ vàng cực kỳ xuất sắc cũng như họng kèn được chia làm 4 tầng cho các giải âm uh, của giải cao cực kỳ ấn tượng và cực kỳ chi tiết cũng như quý vị và các bạn có thể tinh chỉnh độ nhạy cũng như là tăng giảm ở phía dưới cái phần Uh, logo stacklink cũng như tem cờ ở đây có sẵn và chúng ta sẽ tăng giảm ở đây giúp cho âm lượng của phần chép tăng giảm tùy theo nhu cầu sử dụng và cái uh, ngu nghe của quý vị và các bạn ngoài ra phiên bản này nó cũng như bao phiên bản Sterling khác nó sẽ có một hệ thống dây trượt uh, giúp chúng ta đóng hoặc mở cái nắp hốc thở của giải trầm uh, cho chất lượng giải trầm nó uy lực hay là tiếng nó tròn nó chi tiết hơn thì tùy theo nhu cầu sử dụng và uh, tư duy phối ghép của quý vị và bạn sẽ có những cái trải nghiệm tốt nhất bởi cái uh, dây hai bên của chiếc loa và cả hai bên thì dây đều hoạt động rất là tốt và có thể dễ dàng đóng mở tùy theo nhu cầu của quý vị và các bạn uh, chiếc loa bên này cũng như vậy tất cả rất là đẹp Cùng sử dụng một loa đồng trục như em đã giới thiệu ở bên với đường kính 25 cm và rất đều. Đôi loa này được tuyển chọn về rất đều, rất đẹp và nguyên bản, mộc mạc, chưa hề spa. Tuy nhiên, quý vị và bạn có thể quan sát thấy đôi loa này có cấu hình rất đẹp, rất phù hợp để quý vị và bạn chơi và trải nghiệm. Ngoài ra thì đôi loa này còn liền chơi các vân gỗ của em nó cũng khá là tương đồng. Uh, có thể dễ dàng cho quý vị và bạn quan sát phần vân gỗ của đôi loa này hai đôi loa tuy không giống như hệt đau như một đôi trùng CD Tuy nhiên vân gỗ khá là đều khá là uh, giống nhau rất dễ dàng để quý vị và bạn chơi và siêu tầm một đôi loa rất đẹp đo noise stacking TV đúc với đúc và đặc biệt ở thời điểm này mức giá cực kỳ tốt cực kỳ ấn tượng để quý vị và bạn chơi và trải nghiệm đôi loa này với mức giá chỉ 60 triệu đồng bao gồm cả chân zin cho đôi loa Tanoi Sterling TV đúc và mọi nhu cầu mua sắm tư vấn vô ghép miễn phí cũng như giao lưu sản phẩm audio xin mời quý vị và các bạn liên hệ với em bằng một trong hai số điện thoại trên tấm biển hoặc trực tiếp qua số em tại Hà Nội em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo xin chân thành cảm ơn